Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi năm 2022 nhâm dần của những người tuổi Giáp Tý 1984 chính xác, đầy đủ nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Giáp Tý 1984 đã phải trải qua một năm 2021 Tân Sửu với cục diện Tý Sửu nhị hợp, có thể đem lại rất nhiều cơ hội tốt dành cho những người tuổi Giáp Tý này. Tuy nhiên, tuế can hình thành nên cục diện ấn khắc quan cũng đem lại những tác động nhất định tới vận trình của những người tuổi Giáp Tý trong năm 2021. Khi bước sang năm 2022 nhâm dần, tuổi Giáp Tý đã bước sang độ tuổi 39 tuổi, gần bước tới độ tuổi 40 tuổi. Thế nhưng vận trình trong năm mới lại có nhiều biến động, vui có, buồn cũng sẽ có. Tuy năm 2022, vận trình của Giáp Tý không phạm phải thái tuế, thế nhưng lại có sự xuất hiện của điếu khách hùng tinh, cho nên vận trình trong năm của những người tuổi Giáp Tý bị ảnh hưởng nặng nề vào sức khỏe và tài lộc. Để biết chính xác tử vi năm 2022 nhâm dần của những người tuổi Giáp Tý sẽ như thế nào, xin mời các anh chị em chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi đón xem trong video dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý 1980. Tuổi Giáp Tý hay còn được gọi với cái tên khác là Ốc Thượng Chi Thử, tức là con chuột ở trên nóc nhà. Năm sinh dương lịch từ ngày 2 tháng 2 năm 1984 đến ngày 20 tháng 1 năm 1985. Năm sinh âm lịch Giáp Tý, thiên can Giáp, tương hợp thiên can Kỷ, tương hình thiên can Mậu, thiên can Canh, địa chi Tý, tam hợp Thần, Tý, Thìn, tứ xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Mệnh hải trung kim vang trong biển, tương sinh thủy thổ, tương khắc mộc hỏa. Tuổi Giáp Tý với nạp âm thuộc hành kim do thiên can Giáp Mộc ghép với địa chi Tý Thủy, ta có thủy sinh nhập cho mộc, cho nên chi sẽ khắc can, nạp âm sinh cho địa chi. Vậy nên những người tuổi Giáp Tý thuộc lứa tuổi trong cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít bị trở ngại và nghịch cảnh ở thời tiền vận và trung vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp những khó khăn trở ngại, cũng có quý nhân giúp sức để có thể vượt qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên vì nạp âm khắc thiên can, thế nên vào vài năm cuối hậu vận cũng có vài trắc trở và nhiều việc không xứng ý toại lòng. Tuổi Giáp Tý là tuổi đứng đầu hàng thiên can Giáp, với tính tình cứng cỏi, nhiều tự hào, khinh thế ngạo mạn, lại đứng đầu địa chi Tý là mẫu người hoạt bát, lanh lợi, đa mưu túc trí. Giáp Tý thông minh hơn người trong bất cứ lĩnh vực nào, từ thời còn trẻ cũng vượt trội hơn những người đồng trang lứa. Phần đông họ có trực giác nhạy bén, linh hoạt, nhiều viễn kiến, rất lạc quan, dù phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt cũng không bao giờ nhục chí. Tuổi Giáp Tý là tuổi hợp với các ngày giờ tháng năm là Mậu Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Tý, Canh Thìn, Nhâm Thìn, Bính Thìn. Giáp Tý kỵ với các tuổi ngày giờ tháng năm là Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, các tuổi Mạng Mộc, Mạng Hỏa, mang thiên can Canh và Tân. Cuộc sống của những người tuổi Giáp Tý ngay từ khi còn nhỏ đã trải qua nhiều khó khăn thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão, những dự định trong cuộc đời của mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, thế nhưng những người này chưa bao giờ cảm thấy chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp cho họ vươn tới những thành công. Giáp Tý thông minh sắc sảo, ý chí hơn người, tuy nhiên vận may lại không mỉm cười với những người tuổi Giáp Tý này. Bởi vậy, phải ngoài 40 tuổi, những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều khó khăn trắc trở, thế nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước. Với những người tuổi Giáp Tý nữ mạng là những người tài giỏi, có năng lực, trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc.
cuộc sống và con đường sự nghiệp của những người tuổi Giáp Tý nữ mạng phải trải qua nhiều thăng trầm vất vả, thế nhưng thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn, hôn nhân vừa hạnh phúc lại vừa có lộc, có tiền tài. Tổng kết, nữ mạng tuổi Giáp Tý cuộc đời gặp được nhiều vận may, sự nghiệp tuy vất vả thế nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi, sau khi kết hôn thì có vận tài lộc, về già được hưởng phúc của con cái. Luận xem số mạng tuổi này, Giáp Tý số cực chịu nhiều nổi trôi, ly hương tổ quán xứ xa, anh em cổ bác ai giàu nấy ai, lưỡi sinh phải chịu bơ vơ, cực nhọc lo lắng tại giờ sinh ra, số người chết hụt nhiều lần, người nào thất đức phải sang ngục hình, tu nhân tích đức hiển vinh, rủi bị tai nạn thánh thần độ cho, số này hậu vận mới no, tiền vận làm có của kho chẳng còn. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý 1984 trong năm 2022 nhâm dần. Năm 2022, những người tuổi Giáp Tý mệnh kim gặp năm 2022 cũng mệnh kim. Ta có kim gặp kim là bình hòa, không xung không khắc. Địa chi Tý gặp dần là bình hòa, không xung không khắc. Thiên can Giáp gặp thiên can nhâm là bình hòa. Những người tuổi Giáp Tý 1984 trải qua một năm 2021 Tân Sửu với cục diện Tý Sửu nhị hợp có thể đem lại rất nhiều cơ hội tốt dành cho những người này. Tuy nhiên, tuế can hình thành nên cục diện ấn khắc quan cũng đem lại những tác động nhất định tới vận trình của những người tuổi Giáp Tý. Khi bước sang năm 2022 nhâm dần, Giáp Tý đã bước sang độ tuổi 39 tuổi, chỉ còn một tuổi nữa thôi là bước sang độ tuổi 40 tuổi. Thế nhưng vận trình năm mới lại có nhiều biến động, vui có, buồn cũng sẽ có. Năm 2022, vận trình của Giáp Tý không phạm phải thái tuế, thế nhưng lại có sự xuất hiện của điếu khách hung tinh, nên vận trình trong năm bị ảnh hưởng nặng nề ở hai phương diện là sức khỏe và tài lộc. Xét về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp của những người tuổi Giáp Tý trong năm 2022 trông cậy nhiều vào cát tinh bát tọa, đặc biệt với một số người đang làm ăn kinh doanh, họ sẽ có cơ hội gặp được quý nhân trong năm dần, tài lộc có phần khởi sắc với sự giúp đỡ quan tâm của quý nhân. Vì vậy, trong năm nhâm dần có thể là một cơ hội nghề nghiệp mới rất tuyệt vời dành cho những người tuổi Giáp Tý. Nếu như những người tuổi Giáp Tý này biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn vận trình công việc của họ sẽ rất thăng hoa trong năm 2022. Giáp Tý có thể như diều gặp gió, thế nhưng họ cần phải biết tiết chế mọi hành động của mình, không được ngạo mạn, tự cao, bởi vì nó sẽ làm quý nhân không dám giúp đỡ và rất dễ dẫn tới hỏng việc. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của những người tuổi Giáp Tý trong năm 2022 chỉ ở mức trung bình. Mặc dù sự nghiệp của Giáp Tý trong năm phát triển khá thuận lợi, gặp được nhiều may mắn, thế nhưng vì sức mạnh của ngôi sao hung tinh quá lớn khiến cho những người tuổi Giáp Tý không nên coi thường. Đặc biệt, dưới sự tấn công của thiên cầu hung tinh, Giáp Tý kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng tiêu tiền cũng rất nhiều. Họ thường xuyên bị hao hụt tiền bạc, bị rò rỉ tài sản do tiêu xài hoang phí hoặc là chi tiêu sinh hoạt quá mức. Kinh doanh buôn bán lúc đầu khó khăn, về cuối năm dễ phát tài. Hợp tác với người thì không nên làm việc mạo hiểm, nên khiêm nhường vị tha, làm phúc giúp đỡ người khác. Không chỉ có vậy, về phần của cải tài sản, Giáp Tý cũng có thể thất bại trong việc đầu tư bởi vì nhẹ dạ cả tin. Do vậy, khuyến cáo những người tuổi Giáp Tý hãy nên chú ý hơn đến khía cạnh này để tránh tiền mất tật mang. Về phương diện tình cảm, vận trình tình cảm của những người tuổi Giáp Tý trong năm 2022 khá bằng phẳng. Trong năm nhâm dần, tình cảm của Giáp Tý không bị các hung tinh quấy phá quá nhiều, thế nhưng đồng thời lại thiếu các ngôi sao may mắn trợ giúp nên tình cảm phát triển tương đối chậm. Tuy không có biến cố lớn, thế nhưng cũng không có bước đột phá nào cả. Những người tuổi Giáp Tý vẫn đang trong trạng thái độc thân thì được bạn bè, người thân ra sức giới thiệu mai mối nhiều đối tượng. Thế nhưng do họ quá kén chọn, không biết nắm bắt vận mệnh nên thường bỏ lỡ cơ hội tốt.
Với những người đã có người yêu hoặc có vợ chồng thì vận trình tình cảm tương đối lạc quan, mối quan hệ giữa vợ chồng và người kia khá ổn định. Về cơ bản sẽ không có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống gây nguy hiểm cho mối quan hệ gia đạo tình cảm của bạn. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của những người tuổi Giáp Tý trong năm 2022 trong tình trạng đáng lo ngại hơn năm cũ. Do bị sát tinh điếu khách đeo bám, những người tuổi Giáp Tý không chỉ dễ mắc bệnh tật trong năm Nhâm Dần mà thậm chí còn có thể gặp nhiều tai nạn hay là thương tích. Do đó, Giáp Tý phải chăm sóc thân thể thật tốt, đồng thời cũng phải chú ý đến những nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra xung quanh mình. Đừng tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Năm nay, tuổi này cần phải chú ý các bệnh về mắt hoặc là đường hô hấp. Về sao chiếu mệnh cho năm 2022 của những người tuổi Giáp Tý. Năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Giáp Tý nam mạng gặp sao Thủy Diệu, nữ mạng gặp sao Mộc Đức. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là Thủy Tinh là một phước lộc tinh. Nếu chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc, vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán sẽ được thuận lợi. Thủy Diệu là một phước lộc tinh, là một sao tốt nhưng cũng kỵ tháng 4, tháng 8, chủ về tài, lộc và hỷ. Không nên đi sông, đi biển, đi xa, tránh qua sông, qua đò, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ giới. Nếu không sẽ có những tranh cãi, lời tiếng thị phi và đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp. Mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới. Nếu đi làm ăn xa sẽ mang được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa khi gặp chòm sao Thủy Diệu chiếu mệnh có đôi chút trở ngại, nhưng đó không phải là điều lo lắng, bởi vì vốn dĩ Thủy Diệu là một phước lộc tinh rồi. Tóm lại, tính chất của chòm sao Thủy Diệu có hai mặt, trong đó vừa mang đến tài lộc cũng có thể mang lại những điều không may mắn cho một số người. Và trong dân gian lưu truyền một bài thơ về tính chất của chòm sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đào tạc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai, văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đà mưu với người, tàn khốc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hào của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền hỏi mượn chớ lầm mà nguy. Sao Thủy Diệu là một cát tinh thuộc hành thủy nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với kim, bình hòa với thủy, tương khắc với thổ, sinh xuất cho mộc. Do đó Thủy Diệu kỵ với các màu thuộc hành thổ là vàng đất, nâu và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Thủy Diệu hợp với các màu thuộc hành kim là trắng, bạc, vàng ánh kim và màu thuộc hành thủy là xanh, đen. Sao Thủy Diệu kỵ nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch, không nên đi đường sông biển, tránh qua sông qua đò, nữ giới nên giữ gìn lời ăn tiếng nói, kẻo vướng vào lời đàm tiếu thị phi. Nữ giới gặp sao này bất lợi hơn nam giới, vì chủ về khẩu thiệt thị phi, nhưng tai họa này không quá lớn. Về sao Mộc Đức. Mộc Đức là một cát tinh, là một sao tốt cho cả nam và nữ. Người có sao Mộc Đức chiếu mạng thường sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Có người có thêm bạn mới, có người thăng quan tiến chức hay được quý nhân giúp đỡ, đời sống hôn nhân hòa hợp. Sao Mộc Đức chiếu mạng, nữ mạng có hạn hỏa huyết quang, nam mạng thì đề phòng bệnh về mắt, gia đạo có chút bất hòa, thế nhưng nhân khẩu bình an không đáng lo lắng cho lắm. Tuy nhiên, hạn của sao Mộc Đức vừa xấu nhưng cũng có thể mang đến những điều tốt đẹp. Với những người vừa mới khởi nghiệp, nếu gặp nam Mộc Đức thì cần thận trọng, đề phòng những thất bại, không nên quá kiêu ngạo, tự phụ mà cần khiêm tốn, lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là với lãnh đạo hoặc là tiền bối đi trước. Người mệnh kim hay mệnh mộc gặp sao Mộc Đức chiếu mạng thì có thể gặp trở ngại ở thời tiền vận, thế nhưng cuối năm lại thuận lợi và an toàn. Người có sao Mộc Đức chiếu mạng có thể gặp được quý nhân chỉ bảo trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, dù gặp tai ương hoạn nạn cũng có thể biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung những ai có sao này chiếu mạng nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, những dự án mà mình đã ấp ủ để có thể triển khai. Còn với những người đang đi học, gặp năm nay sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Mộc Đức như sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm,
tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng. Thanh long chiếu mệnh vững vàng, có người chỉ bảo vượng đường làm ăn. Ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường. Sao tốt mộc đức thái dương, nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường tất an. Sao mộc đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với thủy, bình hòa với mộc, tương khắc với kim, sinh xuất cho hòa. Do đó mộc đức kỵ với các màu thuộc hành kim là trắng, bạc, ánh kim, và màu thuộc hành hòa là hồng, đỏ và tím. Sao mộc đức hợp với các màu thuộc hành thủy là đen, xanh da trời, và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Sao mộc đức may mắn nhất là vào tháng 10, tháng 12 âm lịch sẽ có tin vui, gặp được quý nhân phù trợ về mặt tài lộc và công danh. Vận hạn trong năm 2022 của những người tuổi Giáp Tý 1984. Năm 2022, tuổi Giáp Tý nam mạng gặp hạn thiên tinh, nữ mạng gặp hạn tam khoeo. Về hạn thiên tinh, người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe bị suy giảm. Phụ nữ mang thai hạn chế leo trèo, kẻo té ngã, ăn uống nên đề phòng bị ngộ độc. Căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh: thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình, thì theo đó năm có hạn này đương số dễ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, có thể gặp những chuyện kiện cáo nặng sẽ bị truy tố, xét xử, chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp ra, một dạng tai nạn dễ gặp do thiên tinh gây ra đó là tai nạn ban đêm. Chữ dạ tương ứng với đêm tối, chữ tai tương ứng với tai nạn. Dạ tai tức là tai nạn về đêm tối, thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Ngoài ra, thiên tinh cũng chủ bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, đau dạ dày. Nặng thì có thể bị ngộ độc thực phẩm, phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản. Cách hóa giải hạn thiên tinh. Một trong những cách hóa giải thiên tinh được đề cập đến đó chính là việc tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Nếu có khả năng nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Với những người phụ nữ có thai, đặc biệt không nên trèo cao hay lấy những đồ vật ở trên cao. Khi cần làm việc gì đó, hãy nhờ người khác giúp đỡ, không tự mình thực hiện những công việc này. Khi đi lại thì nên nhẹ nhàng, luôn cẩn trọng, không được để té ngã hay bất kỳ một va chạm nào cả. Với tất cả mọi người, bao gồm cả những phụ nữ có thai, thì việc ăn uống phải hết sức cẩn thận, ăn chín uống sôi để đề phòng ngộ độc. Khi có vấn đề về sức khỏe thì cần phải đi khám ngay để lập tức có thể điều trị, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Về hạn tam khoeo. Khi nhắc đến hạn tam khoeo chiếu mệnh, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: huynh tuyên bệnh nặng nguy vong, tam khoeo đỏ mắt, đề phòng tay chân. Câu thơ trên có ý nghĩa rằng tam khoeo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Tam khoeo là hạn xấu chủ về những việc như sau. Thứ nhất là về sức khỏe, bất kể ai gặp nạn này cũng đều mắc các bệnh về xương khớp tay chân, nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương hoặc bị gãy xương, tham gia giao thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm. Thứ hai, việc cuộc sống đời thường thì chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ rất dễ nảy sinh những mâu thuẫn tranh cãi, bị người khác lên án phê bình, châm biếm coi thường. Đặc biệt người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Cách hóa giải hạn tam khoeo. Dưới đây là cách hóa giải hạn tam khoeo. Thứ nhất là về sức khỏe, người nào gặp hạn này thì nên cẩn trọng trong việc đi lại, tránh xảy ra những việc tai nạn giao thông bất ngờ. Hãy làm việc một cách cẩn thận nhất, tránh bị té ngã. Song song với đó, hãy lập cho mình một chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Thứ hai là về đời sống, gia chủ nên nhẫn nhịn cho mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn thích hợp nhất, không nên đùng đùng nổi nóng mà đưa ra quyết định sai lầm, nhất là làm việc lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng,
Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Thứ ba, người gặp hạn này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói trong các mối quan hệ, nên tìm hiểu rõ ràng trước khi tiếp cận. Song song với đó, hãy sống hướng thiện, làm nhiều việc có ích cho xã hội, cho bản thân và cho những người xung quanh. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Vận niên trong năm 2022 của những người tuổi Giáp Tý. Năm 2022 Nhâm Dần, những người tuổi Giáp Tý gặp vận niên chư phùng hỏa. Chư phùng hỏa ở đây là hình tượng lợn bị gặp lửa, tức là lợn quay. Năm này, bản mệnh có nhiều biến cố đột xuất, làm nhiều, vất vả, thế nhưng thu nhập không được đáng là bao. Bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn mắc oán. Vì vậy, chi bằng bạn hãy nên an phận thủ thường cho xong. Dù có thời cơ thì cũng phải suy xét cho kỹ càng trước khi tiến hành. Trong năm gặp vận niên chư phùng hỏa, bản mệnh nên chăm chỉ làm công ăn lương. Ngoài ra cần phải giữ gìn tiền bạc, tài sản thật cẩn thận. Đường công danh trong năm nay, bản mệnh phải nhờ người giúp đỡ mới nên. Đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi, về cuối năm sẽ tốt. Chuyện tình cảm trong năm nay cũng sẽ rất tốt. Đối với những người đã có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng cãi vã. Không khí tình cảm giữa các thành viên trong gia đình rất dễ chịu. Còn đối với những người độc thân thì sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Tuổi Giáp Tý trong năm 2022 có phạm phải thái tuế hay không? Năm 2022 có 4 con giáp sẽ phạm phải thái tuế. Thứ nhất là tuổi Dần phạm trị thái tuế. Thứ hai, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế. Thứ ba, tuổi Thân phạm xung thái tuế. Thứ tư, tuổi Hợi phạm phá thái tuế. Và như vậy trong năm 2022, Giáp Tý sẽ không phạm phải thái tuế. Tuổi Giáp Tý trong năm 2022 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai là tai họa. Trong một đời người, cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Thân, Tý và Thìn sẽ gặp hạn tam tai vào các năm Dần, Mão và Thìn. Như vậy, năm 2022, tuổi Giáp Tý sẽ phạm phải tam tai năm thứ nhất. Tuổi Giáp Tý trong năm 2022 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng. Thứ nhất là Kim Lâu Thân, Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thứ hai là Kim Lâu Thê, là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là Kim Lâu Tử, là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Và cuối cùng là Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc. Và nếu như ai đang làm ăn chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức là chúng ta lấy tuổi âm lịch chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số kể trên thì phạm phải Kim Lâu. Cụ thể, nếu như dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Như vậy, trong năm 2022, Giáp Tý là 39 tuổi âm lịch sẽ phạm phải tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Thê. Năm này, bản mệnh không nên làm nhà, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến người phụ nữ, người vợ trong gia đình. Tuổi Giáp Tý trong năm 2022 có phạm phải hoang ốc hay không? Hoang ở đây có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà vào đúng cùng dấu sẽ khiến cho công việc tiến hành gặp phải trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát đạt, sức khỏe, quan hệ gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Hạn của tuổi hoàng ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Thứ nhất là nhất cát,
làm nhà gặp nhất cát sẽ có chốn ăn cư tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi. Thứ hai là nhì nghi, làm nhà được nhì nghi sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có. Thứ ba là tam địa sát, làm nhà phạm tam địa sát, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Thứ tư là tứ tấn tài, làm nhà gặp tứ tấn tài, phúc lộc sẽ tới. Thứ năm là ngũ thọ tử, làm nhà phạm ngũ thọ tử, trong nhà gặp phải cảnh chia rẽ, lâm một cảnh tử biệt sinh ly. Số 6 là lục hoàng ốc, làm nhà phạm lục hoàng ốc cũng sẽ bị phạm, khó mà thành đạt. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc đơn giản như sau. Chúng ta lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư là 1 là nhất cát, dư 2 là nhì nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy, trong năm 2022, Giáp Tý 39 tuổi âm lịch sẽ phạm phải hạn hoàng ốc là lục hoàng ốc. Năm này, bản mệnh không nên xây dựng hay sửa chữa nhà cửa. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi năm 2022 nhâm dần của những người tuổi Giáp Tý 1984, chính xác, đầy đủ nhất của kênh tử vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại!